Xin chào các bạn đến với series Tìm hiểu nước Mỹ, phần mục Phân chia quyền lực. Ở video trước, chúng ta đã tìm hiểu về lục quyền thứ nhất là Hiến pháp Hoa Kỳ. Đây là thực thể theo lý thuyết có quyền năng đứng trên tất cả. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về lục quyền đứng thứ ba, chính là Chính phủ Liên bang. Theo lý thuyết thì thứ tự quyền lực của Chính phủ Liên bang chỉ đứng thứ ba trong lục quyền, sau Hiến pháp Hoa Kỳ và Quốc hội Liên bang. Bởi vì nhiệm vụ của Chính phủ Liên bang chính là thực thi các đạo luật do Quốc hội ban hành ra. Tuy nhiên, theo dòng lịch sử gần đây, thì Chính phủ Liên bang nhiều lúc nhảy vọt lên vị trí số 1, vượt Quốc hội, vượt Hiến pháp. Tại sao lại như vậy? Để trả lời câu hỏi đó, trước hết chúng ta cần hình dung được bộ máy Chính phủ Liên bang hoạt động như thế nào. Một cách tổng thể, Chính phủ Liên bang sử dụng hơn 4 triệu người, bao gồm các thành viên lực lượng vũ trang. 4 triệu người này phục vụ công và bảo vệ an ninh cho khoảng 337,4 triệu người Mỹ. Đây là con số thống kê năm 2023. Chính phủ Liên bang chia thành 15 cơ quan cấp bộ và một số cơ quan đặc hữu, độc lập. Sau đây, chúng ta tìm hiểu sơ lược quy mô và nhiệm vụ của những cơ quan này. Những số liệu được lấy từ trang web chính thức của Chính phủ Mỹ. Đầu tiên, ta đi đến với những cơ quan liên bang thực hiện nhiệm vụ an ninh, bao gồm thứ nhất, Bộ Quốc phòng. Đây là cơ quan Chính phủ Liên bang lớn nhất với 1,4 triệu người tài ngũ, 700.000 nhân viên dân sự và 1,1 triệu người phục vụ trong lực lượng vệ binh quốc gia và lực lượng dự bị. Trụ sở của Bộ là Lầu Năm Góc. Thứ hai là Bộ Tư pháp. Chức năng là thực thi luật pháp, tương đương với Bộ Công an Việt Nam. Cục Điều tra Liên bang FBI, chúng ta hay được nghe nhắc đến trong phim ảnh, chính là thuộc bộ này. Thứ ba là Bộ An ninh Nội địa. Đây là bộ được thành lập sau vụ khủng bố 11 tháng 9. Chịu trách nhiệm chính là không được để những vụ khủng bố như 11 tháng 9 tại diễn. Thứ tư là Cơ quan Tình báo Trung ương CIA. Nhiệm vụ thu thập xử lý thông tin ảnh hưởng đến lợi ích Hoa Kỳ. Quy mô và ngân sách của cơ quan này không bao giờ được công khai. Thứ năm là Bộ Năng lượng. Đây là bộ phát triển và nghiên cứu năng lượng nguyên tử, vũ khí hạt nhân. Tiếp theo là những cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý kinh tế bao gồm. Thứ nhất là Bộ Thương mại. Đây là bộ hỗ trợ cho doanh nghiệp qua một số dịch vụ như thu thập dữ liệu kinh tế và nhân khẩu học, cấp bằng sáng chế và nhãn hiệu, xây dựng chính sách và hỗ trợ thực thi các hiệp định thương mại quốc tế. Tiếp theo là Bộ Tài chính. Đây là bộ quản lý thu chi cho chính phủ và một số nhiệm vụ liên quan đến tiền bạc khác. Tiếp theo là Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ. Đây là cơ quan xây dựng và đề xuất chính sách thương mại toàn cầu cho Tổng thống, tiến hành các cuộc đàm phán thương mại ở cấp song phương, đa phương. Ngoài ra thì có Cục Quản trị những doanh nghiệp nhỏ. Tiếp theo là những cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên, sản xuất lương thực, cơ sở hạ tầng bao gồm Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, Bộ Nông nghiệp, Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Quản lý Bảo vệ Môi trường. Những cơ quan thực hiện nhu yếu dân sinh bao gồm Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh, Bộ Lao động, Bộ Cựu Chiến binh. Cơ quan thực hiện nhiệm vụ ngoại giao bao gồm Bộ Ngoại giao. Với vị thế toàn cầu của Mỹ, đây được xem là cơ quan quan trọng nhất trong các bộ. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao là vị trí cao cấp thứ ba trong nội các sau Tổng thống và Phó Tổng thống. Bộ trưởng Ngoại giao cũng là người đứng thứ tư trong dòng kế vị Tổng thống Hoa Kỳ sau Phó Tổng thống, Chủ tịch Hạ viện, Phó Chủ tịch Thượng viện. Một số ngoại trưởng nổi tiếng chúng ta vẫn thường được hay nghe nhắc đến là George Marshall với kế hoạch Marshall nổi tiếng, hay Henry Kissinger. Ngoài ra thì thực hiện nhiệm vụ ngoại giao còn có Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Tất cả các cơ quan này sẽ thực hiện các nhiệm vụ công, hành pháp nhằm phục vụ và đảm bảo an ninh cho người dân. Người đứng đầu tất cả các cơ quan này, cùng với Phó Tổng thống, tạo nên nội các Hoa Kỳ. Họ được Tổng thống đề cử và được Thượng viện phê chuẩn. Nhiệm vụ của những người này là cố vấn chính cho Tổng thống các lĩnh vực mà họ đứng đầu. Họ sẽ phục vụ theo nhận định hoặc ý muốn của Tổng thống. Nếu làm trái, họ có thể bị Tổng thống sa thải mà không cần phải thông qua Thượng viện. Chúng ta lưu ý là nội các không có bất kỳ quyền hành pháp hay chức năng tập thể nào của riêng mình. Họ chỉ là người hướng dẫn, giám sát thực thi cũng như xây dựng và đề xuất chính sách. Chúng ta cần đặc biệt lưu ý đến điều này để hiểu được tính tập trung quyền lực vào Tổng thống, cũng như hiểu được trách nhiệm thuộc về ai khi xem xét một sự kiện nào đó. Ngoài nội các thì Tổng thống còn được hỗ trợ cố vấn bởi một hệ thống văn phòng điều hành Tổng thống bao gồm Văn phòng Nhà Trắng,
Văn phòng quản lý ngân sách, Hội đồng an ninh quốc gia, Hội đồng cố vấn kinh tế, Ban cố vấn tình báo, Hội đồng vũ trụ quốc gia, cùng với 9 cơ quan khác nữa. Sau khi xem xét toàn bộ cơ cấu chính phủ liên bang, thì chúng ta có thể thấy rằng chính phủ liên bang hoạt động theo mô hình tổng thống tập quyền, nghĩa là quyền lực tập trung vào một mình tổng thống. Nội các và các hệ thống cơ quan hỗ trợ có nghĩa vụ cố vấn, cung cấp thông tin xác thực trong nhiều lĩnh vực, giúp tổng thống đưa ra các quyết định. Kinh phí hoạt động toàn bộ chính phủ liên bang dựa trên tiền thu thuế cá nhân và thu thuế doanh nghiệp. Ta xem xét một số thông tin thu chi được công khai trên trang web chính phủ Hoa Kỳ. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023, thì chính phủ Mỹ đã chi hơn 6.134 tỷ USD để đảm bảo phúc lợi cho người dân Hoa Kỳ. 6.134 tỷ USD phục vụ cho hơn 337 triệu người Hoa Kỳ. Để có sự ước chừng về con số khổng lồ này, chúng ta hãy nhìn sang Trung Quốc. Với 1,4 tỷ dân thì con số này là 4.000 tỷ USD. Còn ở Việt Nam, với 100 triệu dân thì con số này là 85 tỷ USD. Trong khi đó, tiền thu được từ thuế trong năm 2023 là 4.439 tỷ USD. Thâm hụt ngân sách lên tới 1.695 tỷ USD. Có thể nói là Mỹ không chỉ giàu mà là còn công tử bạc liêu, vung tay quả trán, ăn chơi không sửa một rồi. Tổng nợ công tính đến năm 2023 đã đạt đến con số khổng lồ 33.700 tỷ USD. Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen tuyên bố, mọi người cứ yên tâm đi, Mỹ chưa bao giờ vỡ nợ. Nhưng trên thực tế thì chính phủ Mỹ đã không ít lần quỵt nợ. Theo trang TheHill.com thì trước đây đã có 4 vụ vỡ nợ được ghi nhận rõ ràng. Hiện nay các chủ nợ lớn nhất của Mỹ lần lượt là Nhật Bản 1,1 nghìn tỷ USD, Trung Quốc 859 tỷ USD, Vương quốc Anh 668 tỷ USD. Việt Nam cũng là một trong chủ nợ của Mỹ với con số cho vay là 37 tỷ USD. Nước Mỹ vỡ nợ là điều rất khó xảy ra. Và nếu xảy ra thì các chủ nợ cũng không thể cầm dao đến Mỹ đòi nợ bởi vì con nợ này thực lực quá mạnh. Với tính chất tập quyền của hoạt động chính phủ liên bang thì có thể nói là chính phủ hoạt động có hiệu quả hay không phụ thuộc vào tài năng, sự xuất chúng của Tổng thống và các cố vấn. Tuy nhiên, với địa vị nước Mỹ ngày càng gia tăng, quy mô chính phủ liên bang ngày càng mở rộng, phức tạp thì nhiều vấn đề nảy sinh. Chúng ta cùng xem xét những đặc tính của chính phủ liên bang. Đặc tính thứ nhất, tính lãnh đạo và phục vụ. Với hình ảnh đất nước hiện tại thịnh vượng, người dân được hưởng phúc lợi, chăm sóc y tế giáo dục tốt nhất thế giới, được đảm bảo an ninh bởi nền quốc phòng lớn nhất thế giới, thì vai trò quan trọng của chính phủ liên bang dưới sự lãnh đạo của Tổng thống là không thể phủ nhận. Với tài năng hùng biện, thuyết phục công chúng, tạo dựng niềm tin, dẫn dắt công chúng, đây chính là điểm mấu chốt tạo nên quyền lực mềm của Tổng thống. Sự ủng hộ của công chúng cũng là điểm chính yếu giúp nhanh hành pháp, có lúc trở thành là nhanh quyền lực nhất. Ta cũng điểm qua một số thành tựu mà một số đời Tổng thống Mỹ được đánh giá là xuất sắc đã làm được. Thứ nhất là Abraham Lincoln. Đây là vị Tổng thống thường được đánh giá tốt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, theo nhiều bảng khảo sát công chúng cũng như giới học giả. Ông đã lãnh đạo đất nước vượt qua nội chiến Nam Bắc, được xem là thời kỳ khó khăn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thành công bảo vệ sự tồn tại của chính quyền liên bang, đưa ra tuyên bố lịch sử, xóa bỏ chế độ nô lệ. Tiếp theo là Franklin Roosevelt. Đây là vị tổng thống xuất chúng và vô cùng mạnh mẽ. Ông là người duy nhất tại vì 4 nhiệm kỳ trong lịch sử nước Mỹ. Ông đã lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng đại suy thoái 1930 và Thế chiến II, xây dựng chính sách New Deal, chính sách định hình nên chủ nghĩa tự do hiện đại ở Hoa Kỳ. Đây là Harry Truman. Ông là vị tổng thống kế vị sau Franklin Roosevelt chết đột ngột. Ông thực hiện kế hoạch Marshall viện trợ xây dựng cho 16 quốc gia châu Âu sau khi kết thúc Thế chiến II, xây dựng học thuyết Truman nhằm ngăn chặn sự lan rộng chủ nghĩa cộng sản, xúc tiện hình thành tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Nhìn chung thì vào những lúc nước Mỹ khó khăn, thì vai trò của Tổng thống rất là quan trọng, bao gồm đưa ra những quyết định chính xác và dẫn dắt niềm tin của công chúng. Ngoài ra, tính phục vụ công một cách minh bạch cởi mở
cũng là một điểm giúp công chúng tin tưởng vào chính phủ. Chúng ta cùng đi tiếp tìm hiểu đặc tính này. Đặc tính thứ hai, tính minh bạch và cởi mở. Ta sẽ đến hai loại minh bạch tài chính và minh bạch hoạt động. Đầu tiên, ta sẽ đến tính minh bạch tài chính. Những dữ liệu về chi tiêu tài chính của chính phủ mà tôi vừa cung cấp cho các bạn được lấy từ trang web chính phủ usaspending.gov. Đây là một trang web của chính phủ liên bang do Văn phòng Quản lý Ngân sách OMB và Bộ Tài chính đảm bảo thông tin trên trang web là nhất quán, đáng tin cậy và được hiển thị chính xác. Độ trễ của thông tin là 90 ngày. Ở trên trang web này, bạn có thể tìm thấy những con số cụ thể được chi vào những khoản mục cụ thể. Tuy điều này có thể là vô nghĩa với phần lớn người dân, nhưng nếu không có những minh bạch này, nhiều người sẽ cảm thấy mơ mịt và tự hỏi rằng chính phủ đang làm gì với những đồng thuế của mình. Tiếp theo là minh bạch hoạt động. Hàng ngày, tại Nhà Trắng sẽ tổ chức các cuộc họp với các nhà báo. Thư ký báo chí Nhà Trắng thường là người sẽ trả lời các câu hỏi với các nhà báo. Thư ký báo chí hoặc một người khác như cố vấn an ninh, ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng hoặc bất kỳ ai trong nội các sẽ cung cấp thông tin về các hoạt động của chính phủ, xác nhận hoặc đôi khi làm rõ những câu nói mập mờ của tổng thống. Nếu gặp những câu hỏi xoáy thì sẽ đáp xoay. Nhìn chung thì chính phủ Mỹ có mức độ minh bạch tài chính rất là cởi mở, rõ ràng. Còn với minh bạch hoạt động, đặc biệt ở lĩnh vực quân sự, tình báo thì nói chung là rất là lờ mờ. Đây cũng là điều tất yếu với những lĩnh vực mang tính nhạy cảm của chính phủ. Tiếp theo, khi nhắc đến chính phủ, chúng ta không thể không nhắc đến tính tham nhũng. Đây là một đặc tính nổi bật của hầu hết chính phủ trên thế giới. Chúng ta cùng đi tiếp xem xét đặc tính thứ ba, đặc tính tham nhũng. Ta sẽ xem xét ở hai góc nhìn. Góc nhìn thứ nhất là từ sự cảm nhận của người dân. Góc nhìn thứ hai là từ những con số thống kê tham nhũng đã được xác thực bởi tòa án. Đầu tiên, ta cùng đi đến ở góc nhìn thứ nhất là sự cảm nhận của người dân về tham nhũng chính phủ. Tham nhũng, sự lạm dụng quyền lực được giao để thu lợi riêng. Đó là định nghĩa tham nhũng của tổ chức minh bạch quốc tế Transparency International. Tổ chức này cũng có một bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng. Phương pháp xếp hạng dựa trên bảng khảo sát, điều tra từ 12 tổ chức độc lập khác nhau. Theo bảng xếp hạng này thì nước Mỹ năm 2022 đạt 69 điểm, xếp hạng thứ 24, được xem là ít tham nhũng. Trung Quốc đạt 45 điểm, xếp thứ 65, Việt Nam đạt 42 điểm, xếp thứ 77, mức có thể xem là khá tham nhũng. Ở một con số thống kê khác, theo một cuộc khảo sát 1.000 người của Viện Chính trị Đại học Chicago, thì hơn một nửa người được hỏi về sự tham nhũng và gian lận của chính quyền, thì có 73% người thuộc cánh hữu đồng ý với nhận định trên. Còn với những người thuộc thiên tả, thì chỉ có 51% người đồng tình. Chúng ta cũng lưu ý một điều là bảng xếp hạng tham nhũng và cuộc khảo sát của Đại học Chicago đều điều tra về tham nhũng chung của ba nhánh là chính phủ, quốc hội và tòa án. Tiếp theo, chúng ta đi đến với góc nhìn thứ hai là những vụ tham nhũng đã được kết tội. Khi nhắc đến tham nhũng ở Trung Quốc thì ta liên tưởng đến những quan tham với hàng tấn tiền mặt, cuộc sống xa xỉ, hàng trăm nhân tình. Chiến dịch đảo hộ diệt ruồi của Tập Cận Bình thì trong 10 năm đã điều tra ra 4,6 triệu vụ tham nhũng, một con số có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Ở Mỹ thì không có hình ảnh tham nhũng như ruồi này. Theo đánh giá chủ quan của riêng tôi thì tình trạng tham nhũng lớn chủ yếu xảy ra ở nhánh quốc hội. Cho nên những khía cạnh sâu hơn của vấn nạn tham nhũng tôi sẽ phân tích trong video lục quyền thứ hai là về quốc hội Hoa Kỳ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi qua một số thống kê tình trạng tham nhũng của chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Theo một thống kê lấy từ Đại học Syracuse, lấy dữ liệu từ Bộ Tư pháp thì nhìn chung mỗi năm có khoảng 400 đến 900 vụ tham nhũng. Nhìn vào biểu đồ này, ta cũng thấy rằng trong vòng 8 năm trở lại đây, từ 2015, thì mỗi năm chỉ có dưới 500 vụ tham nhũng. Còn đây là một số hình ảnh trên trang web của chính phủ công khai những vụ tham nhũng đã được điều tra và kết án gần đây.
Nhìn chung, nhìn vào số liệu thì ta thấy là tình trạng tham nhũng trong chính phủ liên bang thuộc vào dạng ít, không phải là hiện tượng phổ biến. Tình tham nhũng ít chứng tỏ tính liêm chính của chính phủ liên bang vẫn nắm giữ sự chủ đạo trong hoạt động vận hành. Điều này đã được duy trì nhìn chung là khá tốt trong suốt chiều dài lịch sử từ quá khứ đến hiện tại. Tuy nhiên, sau năm 1945, chính phủ liên bang Hoa Kỳ ngày càng bộc lộ nhiều sự thái quá trong tầm nhìn và hành động. Chúng ta cùng đi đến với những đặc tính đó, những đặc tính mà khiến chính phủ liên bang trở nên lạm quyền, độc đoán, vượt hiến và đánh mất niềm tin của công chúng. Sẽ có nhiều sự kiện để miêu tả những đặc tính này, nhưng tôi sẽ gắn với những sự kiện trong chiến tranh Việt Nam là chủ yếu. Mời các bạn cùng xem tiếp. Đặc tính thứ tư, tính kiêu ngạo. Sau Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ kết thúc là kẻ thắng lợi lớn nhất, là kẻ cứu rỗi nhân loại khỏi phát xít. Truman đưa ra chính sách phủ bóng toàn cầu với mục đích cạnh tranh địa chính trị với Liên Xô. Chính sách này được các đời tổng thống tiếp theo kế thừa. Người khổng lồ Mỹ đã kiêu ngạo, đặc biệt trước các đất nước thuộc địa là cậu. Hãy xem lời phát biểu của Kennedy khi chưa là tổng thống tại một hội nghị về Việt Nam tại khách sạn Willard, Washington DC, ngày 1 tháng 6 năm 1956. Toàn văn bài phát biểu được lưu trữ tại trang web JFK Library. Dưới đây là một đoạn trích trong bài phát biểu đó. Nếu chúng ta không phải là cha mẹ của Việt Nam nhỏ bé, thì chắc chắn chúng ta là cha mẹ đỡ đầu. Chúng ta đã chủ trì sự ra đời của nó. Chúng ta đã hỗ trợ cuộc sống của nó. Chúng ta đã giúp định hình tương lai của nó. Khi ảnh hưởng của Pháp trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quân sự giảm sút ở Việt Nam, thì ảnh hưởng của Mỹ lại tăng lên đều đặn. Đây là con cháu của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ rơi nó. Chúng ta không thể bỏ qua những nhu cầu của nó. Lúc này, Kennedy mới chỉ là một thượng nghị sĩ, mà ông ta phát biểu cứ như thế, mình là thượng đế vậy. Tôi nghĩ ngay cả Ngô Đình Diệm cũng không thể hài lòng với những lời phát biểu như vậy. Nhưng Diệm không thể bác bỏ, bởi vì đó là sự thật với chính quyền Ngô Đình Diệm. Kennedy không thể làm cha làm mẹ của Trung Quốc, cũng không thể làm cha làm mẹ các nước Trung Đông. Một nước Việt Nam lạc hậu, nhỏ bé ở bên kia bán cầu sẽ phù hợp với mục tiêu của Kennedy hơn. Trong thời gian làm Tổng thống, Kennedy đã viện trợ hơn 500 triệu đô la, tương đương với 5 tỷ đô la với tỷ giá bây giờ, và gửi hơn 16.000 cố vấn quân sự đến miền Nam Việt Nam. Nhưng kết cục thật không tưởng. Diệm bị ám sát và Kennedy cũng bị ám sát không lâu sau đó. Nhưng sự kiêu ngạo không kết thúc. Nước Mỹ vĩ đại vẫn còn đó. Người kế vị Kennedy là Johnson không hề e ngại khi đưa hàng trăm nghìn quân lính, đổ hàng trăm tỷ đô la vũ khí đến Việt Nam tham chiến mà không cần một lời tuyên chiến. Đúng vậy, nước Mỹ không hề tuyên chiến với Việt Nam. Đó chỉ là một đất nước nhỏ bé, lạc hậu. Đội quân hùng mạnh nhất thế giới sẽ dễ dàng đánh bại kẻ địch. Quốc hội Mỹ thông qua nghị quyết Vịnh Bắc Bộ cho phép Tổng thống Johnson muốn làm gì thì làm. Người Mỹ nghĩ rằng nếu chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã không làm được thì hãy xem cách người Mỹ trực tiếp làm. Họ sẽ đưa quân đến đó, đánh bại kẻ địch, thiết lập lại trật tự, buộc chính quyền Bắc Việt ký kết hòa bình và đóng vai trò người hùng như những bộ phim Hollywood. Nhưng kết quả thì chúng ta đã rõ. Sự kiêu ngạo của người Mỹ, Tổng thống và người dân đã khiến họ quên mất xuất thân trong quá khứ của tổ tiên họ. Sự kiêu ngạo này đã cho phép họ đặt những quan điểm, những học thuyết, những lý luận, những cảm xúc của họ lên trên tính mạng của những người khác. Đó không phải là hàng chục, không phải là hàng ngàn, hay không phải là hàng trăm ngàn, đó là hàng triệu tính mạng con người Việt Nam. Đừng khóc. Tổ tiên chúng ta chỉ dùng xương và máu đáp trả kẻ thù. Để giành được sự ủng hộ công chúng vào sự can thiệp chính trị và quân sự vào Việt Nam, Tổng thống Mỹ
phải nghĩ ra một điều gì đó để thuyết phục được công chúng. Điều gì đó là điều gì? Chúng ta cùng đến với đặc tính thứ năm, tình mì dân. Việc mất Việt Nam vào tay Cộng sản sẽ dẫn đến những chiến thắng tương tự của Cộng sản ở các nước láng giềng ở Đông Nam Á, gồm Lào, Campuchia, Thái Lan và các nơi khác, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines, Indonesia và thậm chí cả Australia, New Zealand. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Eisenhower. Khi nghe đến đây, có lẽ nhiều người, gồm cả người Mỹ, sẽ mơ mịt về nhận định trên. Nhưng Eisenhower đã phổ biến quan điểm trên một cách trực quan, với việc gắn liền một trò chơi mà người phương Tây rất ưa thích. Đó là trò chơi Domino. Ông ta nói, bạn sắp xếp một hàng Domino, bạn đánh đổ quân đầu tiên và điều chắc chắn xảy ra với quân cuối cùng là nó sẽ kết thúc rất nhanh. Học thuyết đã trở nên dễ hiểu. Nó càng dễ hiểu thì nó càng dễ thành suy nghĩ đám đông. Không chỉ người dân mà ngay cả những chính trị gia lõi lọc cũng đồng tình. Tại sao lại như vậy? Vì họ bị cuốn vào logic sụp đổ domino. Họ không thể thoát ra chuỗi logic domino đó. Ngay lúc này đây, khi bạn nghe tôi trình bày học thuyết này, bạn cũng sẽ tự động đồng tình vì bạn không thấy điểm sai ở đâu, không biết phản bác như thế nào. Tôi chưa nghe thấy một ai có thể phản bác lại học thuyết này trên chính luận điểm của nó. Nhưng hôm nay, tôi sẽ phá vỡ luận điểm của học thuyết này. Mời các bạn đánh giá. Điểm chính yếu mà Eisenhower đã mê hoặc chính là sự gắn liền. Đơn giản là một sự gắn liền thôi. Ông ta đã gắn liền sự kiện A và sự kiện B. Sự kiện A là sự mất Việt Nam vào tay Cộng sản, dẫn đến sự lan rộng chủ nghĩa Cộng sản sang các nước xung quanh. Sự lan rộng Cộng sản này được Eisenhower gắn liền với một hình ảnh mà ông ta cho rằng là tương tự. Đó là sự kiện B, sự kiện sụp đổ Domino. Bởi vì gắn liền hai sự kiện này với nhau, nên công chúng đã bị ảo giác rằng một khi sự kiện B đúng, thì sự kiện A cũng đúng. Đây là một sự mê hoặc tâm trí. Chúng ta thấy sự sụp đổ domino đúng thì cũng ngộ nhận rằng sự lan rộng cộng sản là đúng. Nhưng chúng ta đã quên mất một chi tiết vô cùng quan trọng. Đó là bản chất của A và B là hoàn toàn khác nhau. Tôi xin nhắc lại một lần nữa. Đó là bản chất của A và B là hoàn toàn khác nhau. Khác nhau ở điểm nào? A là những quốc gia như Việt Nam, Campuchia, Thái Lan đều có sự hình thành, vận động của riêng mình, không hề mang tính bất động như những quân bài domino. Nếu Việt Nam rơi vào tay Cộng sản, thì có ảnh hưởng đến Cộng sản của các nước khác không? Tất nhiên là có rồi. Nhưng điều này không thể dẫn đến chiến thắng tương tự của Cộng sản, của các nước như lời Eisenhower, bởi vì các quốc gia này đều có những vận động của riêng mình. Các nước đều có chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa bảo hoàng, chủ nghĩa độc tài, chủ nghĩa tư sản, chủ nghĩa quân phiệt, những lực lượng của những chủ nghĩa này đều nắm chủ đạo ở đất nước của họ. Một điểm nữa là ảnh hưởng địa chính trị Việt Nam trên thế giới rất là ít. Việt Nam chỉ là một đất nước nhỏ bé, lạc hậu, bị thực dân Pháp đô hộ. Việt Nam không có nguồn lực tài trợ cho tổ chức Cộng sản ở các nước khác. Chỉ có Liên Xô, Trung Quốc mới có vị thế ảnh hưởng địa chính trị đúng với học thuyết domino của Eisenhower. Chỉ vì một ảo thuật tâm trí khi gắn liền hai sự kiện có bản chất hoàn toàn khác nhau, mà nước Mỹ đã theo đuổi một cuộc chiến vô nghĩa. Thực tế cũng đã chứng tỏ rằng, sau khi Cộng sản thống nhất Việt Nam, thì cũng không xảy ra làn sóng Cộng sản nào như học thuyết domino. Liệu các chính trị gia lõi lọc có thấy được sự mì dân trong học thuyết domino không? Suy nghĩ chủ quan của tôi là hoàn toàn có, nhưng cũng có thể là họ không quan tâm lắm đến điều này, bởi vì nước Mỹ quá mạnh, họ tự tin rằng họ sẽ thắng. Với sự tin tưởng mặc định vào chính phủ, học thuyết domino được quốc hội và dân chúng chấp nhận rộng rãi, được các đời tổng thống Kennedy, Johnson, Nixon sử dụng để biện minh cho sự can thiệp vào Việt Nam.
Một học thuyết domino thôi là chưa đủ để người Mỹ phải thấy mình nên đổ máu ở một đất nước xa xôi. Kennedy, Johnson, Nixon còn gắn liền vinh quang, danh dự của nước Mỹ khi họ buộc phải thắng ở Việt Nam. Chúng ta hãy nhìn vào một con số khảo sát của Gallup vào năm 1965. 76% người Mỹ đồng tình khi Johnson gửi quân đến Việt Nam. Chỉ có 24% người Mỹ phản đối. Người Mỹ quá tự tin, nhưng tôi không chắc rằng họ không bị chính phủ tẩy não với những học thuyết luận điểm. Mọi hoạt động của chính phủ liên bang đều phải có tính pháp lý. Nhưng một khi chính phủ đã sa đà vào một chuỗi sự kiện mơ hồ, họ bắt buộc phải nói dối, làm dối. Chúng ta cùng đến với những sự kiện dối trá tái diễn nhất của chính phủ Mỹ. Sự kiện thứ nhất, sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Chính quyền Johnson đã nói dối một cách có hệ thống, không chỉ với công chúng mà còn với Quốc hội. Đó là một trong những kết luận của hồ sơ Lầu Năm Góc, một vụ rò rỉ tài liệu chất đống đã làm thay đổi nhận thức của người dân Mỹ về chiến tranh Việt Nam. Chính Johnson thừa nhận, tôi chỉ biết là hải quân của chúng ta đang bắn cá voi ngoài đó. Mỹ hợp pháp hóa việc đưa lính đến tham chiến Việt Nam bằng việc đóng vai nạn nhân bị tấn công. Trưa ngày 4 tháng 8 năm 1964, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Mattis là đại úy Herrick, trong báo cáo đầu tiên đã nói rằng các tàu khu trục Mattis và Turner bị tàu Bắc Việt tấn công. Trong 6 tiếng tiếp theo, Herrick gửi thêm 3 bức điện về nghi ngờ không có cuộc tấn công nào xảy ra. Tuy nhiên, chỉ dựa vào bức điện đầu tiên, ngay nửa đêm hôm đó, Johnson đã vội vã ra đoàn truyền hình quốc gia để đưa ra một thông báo, trong đó miêu tả nước Mỹ đã bị tấn công bởi Bắc Việt, yêu cầu đáp trả bằng quân sự ngay lập tức. Người khổng lồ Mỹ rất thích đóng vai nạn nhân. Ngày ngày hôm sau, mùng 5 tháng 8, 64 lượt máy bay xuất kích ném bom vào các mục tiêu quan trọng tại miền Bắc Việt Nam. Ngày mùng 7 tháng 8, Quốc hội Hoa Kỳ cùng vội vã thông qua nghị quyết Đông Nam Á, hay còn gọi là nghị quyết Vịnh Bắc Bộ, trao quyền cho Johnson quyền sử dụng lực lượng quân đội mà không cần đến tuyên bố chiến tranh từ Quốc hội. Điều buồn cười là nghị quyết này đã được Ngoại trưởng William Burns chuẩn bị từ 2 tháng trước đó. Chính quyền Johnson đã dựa vào nghị quyết này để leo thang sự dinh lưu quân sự vào miền Nam Việt Nam, mở ra một cuộc chiến tốn kém và đẫm máu. Một số tranh cãi cho rằng Tổng thống Johnson đã dựa vào các báo cáo bị bóp méo để đưa ra quyết định. Tuy nhiên, mọi người hãy nhìn vào cơ cấu quyền lực của chính phủ liên bang. Đó là một cơ cấu tập trung quyền lực vào Tổng thống. Câu hỏi đặt ra là cấp dưới có thể bóp méo đưa ra thông tin sai sự thật hay không? Điều này là hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng nó không có nghĩa lý gì, bởi vì người ra quyết định cuối cùng là Tổng thống. Lời nói phát ra hoàn toàn từ miệng của Tổng thống, được truyền thanh, truyền hình trực tiếp. Xung quanh Tổng thống là một đội ngũ cố vấn, trung thành, đa luồng, hùng hậu. Nếu Tổng thống có nghi ngờ, ông ta sẽ yêu cầu điều tra, yêu cầu xác nhận thông tin và sẽ nhận được kết quả nhanh chóng. Nhưng không, không có điều tra, không có xác nhận. Hãy nhìn hành động vội vã trong việc đưa ra thông báo ngay nửa đêm của Johnson để thấy rằng ý chí chính trị của Johnson hoàn toàn chủ đạo trong sự kiện bịp bợm dối trá này. Tiếp theo là vụ bê bối Watergate, vụ bê bối chính trị lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tôi không hề biết trước về vụ đột nhập Watergate. Tôi không tham gia, cũng như không biết về bất kỳ hoạt động che đậy nào sau đó. Tôi không ủy quyền, cũng không khuyến khích cấp dưới tham gia vào các chiến thuật vận động bất hợp pháp hoặc không phù hợp. Đó là sự thật đơn giản. Đây là một đoạn trích trong diễn văn Nixon đọc ngày 15 tháng 8 năm 1973 về cuộc điều tra vụ Watergate. Tuy nhiên, các đoạn băng ghi âm Nhà Trắng của Nixon đã tiết lộ rằng ông ta âm mưu che đậy và đánh lạc hướng cuộc điều tra. Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã phê chuẩn 3 điều khoản luận tội Nixon, bao gồm cản trở công lý, lạm dụng quyền lực và khinh thường quốc hội. Nixon đã buộc phải từ chức để tránh một cuộc luận tội tiếp theo từ Thượng viện. Sự kiện dối trá thứ ba, cuộc xâm lược Hội đồng Iraq. Đây là Colin Powell. Ông ta đang trưng ra một lò đựng bột trắng
để minh họa cho mối nguy hiểm bệnh tham, vũ khí sinh học mà Tổng thống Iraq Saddam Hussein đang phát triển trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bao tuyên bố vũ khí sinh học bệnh than có thể được chuyển đến các nước láng giềng Iraq hoặc Mỹ bằng máy bay không người lái. Để thúc đẩy sự ủng hộ công chúng, George Bush đã nhiều lần liên hệ vai trò của chính quyền Iraq với vụ khủng bố 11 tháng 9. Mặc kệ sự phản đối của Liên Hợp Quốc, George Bush vẫn phát động cuộc xâm lược Iraq. Mỹ và đồng minh đã ném bom phủ đầu thủ đô Baghdad và treo cổ Tổng thống Iraq lên. Điều tra sau đó, không vũ khí hủy diệt hàng loạt, không mối liên hệ với khủng bố 11 tháng 9. Các cuộc điều tra không thể tìm thấy bằng chứng trước và sau cuộc chiến. Năm 2008, chính Bush cũng thừa nhận trên kênh truyền hình ABC rằng cuộc chiến ở Iraq là dựa trên tin tức tình báo sai, và đây là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời làm tổng thống của mình. Bush đã đổ lỗi cho cấp dưới của mình. Và tôi phải nhắc lại điều này một lần nữa. Điều mà tôi đã nói ở trên với chính quyền của Johnson. Cấu trúc chính phủ liên bang Hoa Kỳ không cho phép và không để xảy ra tình trạng cấp dưới nói dối tổng thống. Bush hoàn toàn biết mọi sự thật. Thúc đẩy xâm lược Iraq hoàn toàn được quyết định dưới ý chỉ của ông ta. Quyền quyết định cuối cùng luôn thuộc về Bush. Và cũng giống như cuộc chiến ở Việt Nam, Mỹ cũng không hề tuyên chiến với Iraq. Quốc hội trao quyền sử dụng quân đội hoàn toàn cho Tổng thống. Đây có thể nói là một sự thúc đẩy lạm dụng quyền lực, lạm dụng tín nhiệm để thúc đẩy sự xâm lược các nước khác. Để che đậy một lời nói dối, bạn cần hàng nghìn lời nói dối khác. Chúng ta đến với đặc tính thứ bảy, tính bưng bít, che đậy. Trước khi hồ sơ Lầu Năm Góc bị rò rỉ, chính phủ Mỹ đã nói gì trước công chúng? Tôi xin trích lại một đoạn trong tờ báo New York Times. Trong 4 năm rưỡi qua, Việt Cộng, những người cộng sản đã mất 89.000 người. Bạn có thể thấy cộng thoát nước nặng nề. Đó là một lời nói dối. Từ những báo cáo mật, McNamara biết tình hình ở miền Nam đang tồi tệ và xấu đi. Việt Cộng có thể chủ động. Những lời nói dối của McNamara là quy luật, không phải ngoại lệ. Trong suốt quá trình Mỹ can dự vào Việt Nam, những lời dối trá được lặp đi lặp lại trước công chúng, trước quốc hội, trước các phiên điều trần kín, trước các bài phát biểu và báo chí. Chính quyền Kennedy, Johnson, Nixon luôn vẽ ra những bức tranh chiến thắng, vinh quang, thế giới tự do trước công chúng Mỹ. Nhưng thảm sát dân thường, rải chất độc da cam, bê tắc chiến trường, tính chính nghĩa của cuộc chiến, tính pháp lý cuộc chiến đã bị chính phủ Mỹ hoàn toàn bưng bít trước công chúng và truyền thông. Nếu không có rò rỉ hồ sơ Lầu Năm Góc, công chúng Mỹ mãi mãi không thể hiểu được điều gì đã thực sự xảy ra ở Việt Nam. Điều đang nói là vụ rò rỉ xuất phát từ chủ ý cá nhân của Daniel Ellsberg. Đây là điều hoàn toàn bất hợp pháp khi cố tình công khai một tài liệu được xếp vào loại tội mật nhạy cảm. Nhưng ta giả sử là nếu vụ rò rỉ không xảy ra thì quốc hội và báo chí hoàn toàn không được tiếp xúc với những tài liệu như thế này. Những thông tin này đã buộc phải đi bằng con đường bất hợp pháp để đến với công chúng, chứ không phải đi bằng con đường giám sát quốc hội hay điều tra báo chí. Đây có thể nói là một lỗ hổng lớn trong hệ thống chính quyền Mỹ. Đến nay, hệ thống chính quyền Mỹ vẫn chưa có một cơ chế chủ động nào để phát hiện ra chính phủ lừa dối công chúng, lừa dối quốc hội, ngoài trừ mong đợi các vụ việc bị báo chí phanh phui hay rò rỉ tài liệu bất hợp pháp. Đến cuối cùng, câu chuyện nào cũng đi đến hồi kết của nó. Chúng ta đến với đặc tính kết quả cuối cùng, đặc tính thứ 6, tính vô tội. Tại sao chúng ta lại can thiệp vào Việt Nam? Tại sao chúng ta lại đổ máu ở Việt Nam? Vì điều gì? Vì an ninh quốc gia Mỹ? Vì lợi ích địa chính trị? Hay vì lợi ích do mỏ? Không vì điều gì trong ba điều trên, 58.000 lính Mỹ chết ở Việt Nam hoàn toàn không vì điều gì cả. Họ tin tưởng chính phủ và đến chiến đấu ở Việt Nam. Họ chôn xương ở đó, người Việt Nam căm hận họ, còn người Mỹ cũng không thương tiếc họ. Những người lính trở về bị xem như là kẻ sát nhân, giết phụ nữ, giết trẻ em. Họ không được chào đón, bị căm ghét,
bị sỉ nhục. Vậy mà những người đứng đầu như Johnson, Nixon, McNamara không một ai phải chịu trách nhiệm với những tính mạng và thương tổn của chính công dân đất nước mình. Johnson, Nixon, McNamara, Vevan và viết hồi ký. Sự tàn khốc trong chiến tranh Việt Nam cũng chỉ là một hình ảnh tiếc nuối trong hồi ức của họ mà thôi. Đúng vậy, những người này thành thơi viết hồi ký vì họ được hưởng quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý khi thực hiện các nhiệm vụ quốc gia. Thôi, chúng ta không xem xét được trách nhiệm của họ. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét nếu họ phạm pháp với tư cách cá nhân thì họ có bị kết tội hay không. Ta xem hai ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất là Gerald Ford ân xá cho Nixon. Sau khi Nixon từ chức thì tránh được Thượng viện luận tội, nhưng việc truy tố hình sự vì những hành động liên quan của ông ta trong vụ Watergate vẫn có khả năng xảy ra. Gerald Ford sau khi kế vị Tổng thống đã ban hành lệnh ân xá đầy đủ và vô điều kiện cho Nixon, miễn cho Nixon khỏi bị truy tố vì bất kỳ hành động phạm pháp nào. Ví dụ thứ hai là bê bối quấy rối tình dục của Bill Clinton. Bill Clinton đã được xác định là khai man và cản trở công lý. Hạ viện đã bỏ phiếu ban hành hai điều khoản luận tội này chống lại ông ta. Nhưng Clinton lại được trắng án tại Thượng viện về cả hai tội danh do không nhận được đủ 2/3 số phiếu cần thiết của các thượng nghị sĩ có mặt. Điều đó cho ta thấy rằng ở đây là tội của Tổng thống không giống với tội của người thường. Tội của người thường là được xác định dựa trên sự kiện có thật xảy ra hay không. Nhưng tội của Tổng thống lại được xác định dựa trên số phiếu của thượng nghị sĩ có mặt tại Thượng viện. Bill Clinton thuộc Đảng Dân Chủ và tất cả đảng viên Đảng Dân Chủ tại Thượng viện đã bỏ phiếu trắng ám cho cả hai tội danh của Clinton. Qua hai trường hợp trên thì ta thấy Tổng thống khi phạm tội với tư cách cá nhân thì vẫn được nhận rất nhiều đặc quyền riêng biệt. Khả năng trắng án là gần như 100%. Với Tổng thống thì ta thấy họ nhận được nhiều đặc quyền. Còn với thành viên chính phủ thì có nhận được nhiều ưu ái hay không? Xem ví dụ tiếp theo. Ví dụ vụ bê bối Iran-Contra dưới thời chính quyền Ronald Reagan. Các quan chức chính quyền đã vi phạm lệnh cấm vận vũ khí để bán vũ khí cho Iran nhằm sắp xếp việc thả con tin ở Liban. Sau đó lấy số tiền này tài trợ cho phiên quân Contra ở Nicaragua, vi phạm trực tiếp tu chính án Bolton. Những người vi phạm, trong đó bao gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Casper Weibergen và 5 người khác, đã được Tổng thống Bush cha ân xá trước khi bị xét xử. Với tất cả những điều trên, thì cuối cùng ta xem lòng tin người dân Mỹ vào chính phủ còn lại như thế nào. Đây là biểu đồ niềm tin công chúng vào chính phủ từ thời Tổng thống Eisenhower đến thời Tổng thống Biden của Trung tâm Nghiên cứu Pew. Nhìn vào biểu đồ này, ta có thể thấy rằng niềm tin của công chúng dưới thời Tổng thống Eisenhower và Kennedy ở mức cao từ 73 đến 77. Niềm tin công chúng sụt giảm mạnh dưới thời Johnson, Nixon, Ford, Carter từ 77 nhảy xuống 25. Tăng trưởng trở lại dưới thời Reagan, Bill Clinton. Sụt giảm dưới hai thời cha con Tổng thống Bush. Và thấp ổn định ở mức 20% dưới thời Obama, Trump và Biden. Điều đó có nghĩa là nếu hỏi 10 người Mỹ thì chỉ có hai người có niềm tin hoàn toàn vào chính phủ. Kỳ bầu cử Tổng thống 2024 sắp tới thì hai ứng viên nổi bật hiện nay vẫn là Tổng thống Biden, người đã trở nên quá già, và cựu Tổng thống Donald Trump, người dính quá nhiều bê bối. Thì tôi nghĩ niềm tin người dân vào chính phủ Mỹ vẫn sẽ giữ ở mức thấp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bạn có câu hỏi hoặc ý kiến gì? Hãy để lại bình luận, tôi sẽ hồi đáp. Nếu video hữu ích cho các bạn, hãy ấn nút theo dõi. Trong video phần tiếp theo, tôi sẽ trình bày lục quyền thứ hai là Quốc hội Liên bang. Mời các bạn cùng đón xem.